Đức Thánh Cha Phan Xico đã bổ nhiệm Linh Mục Du Xe Bùi Công Trác làm giám mục phụ tá, tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, ngày 1 tháng 11 năm 2022, Đức Tổng giám mục Marek Zelensky, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kim đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo, Đức Thánh Cha Phan Xico đã bổ nhiệm Linh Mục Du Xe Bùi Công Trác, Linh Mục thuộc tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, làm giám mục phụ tá, tổng giáo phận này hiệu tòa Arsenaria. Linh mục Du Xe Bùi Công Trác đang đảm trách chức vụ giám đốc đại chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn. Linh mục Du Xe Đào Nguyên Vũ, thông báo tiểu sử Linh mục Du Xe Bùi Công Trác, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1965 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, thuộc giáo sứ chính tòa giáo phận Đà Lạt, 1993-1999. Học tại Đại chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn, ngày 30 tháng 6 năm 1999. Được truyền chức Linh Mục tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, thuộc Linh Mục Đoàn Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh, 1999-2003, Phụ tá Giáo sứ Thủ Thiêm, Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh, 2003-2004, Phục vụ tại Đại chủng Viện Thánh Du Xe Sài Gòn, 2004-2010, Du học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana Roma Pontifical Gregorian University, Ý tốt nghiệp học vị tiến sĩ giáo huấn xã hội công giáo, 2010-2016, phó giám đốc giáo hoàng học viện quốc tế truyền giáo Thánh Phaolô Tông Đồ The Pontifical International Mission College of Sutum, Paul The Apostle, trực thuộc Bộ truyền giáo Roma, Ý, 2012 2013 phó chủ tịch hội liên tu sĩ Roma, 2013-2016. Chủ tịch Hội Liên Tu Sĩ Roma, từ 2016 đến nay, giám đốc đại chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn, tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 11 năm 2022, được Đức Thánh Cha Phan Xico bổ nhiệm làm giám mục phụ tá, hiệu tòa Arsenaria.